Câu chuyện ở ngay biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Trong quá trình đi tìm hiểu về những ngôi nhà hoang, mình phát hiện ra bên trong một khu nhà hoang có rất là nhiều những cái ống tiêm, đặc biệt là những câu chuyện ma rùng rợn. Đằng sau đó là câu chuyện về một người phụ nữ đang sống bên trong đó. Tìm hiểu ra thì mình mới biết được rằng đây là một trong những nạn nhân đã từng bị bán sang Trung Quốc từ những thế hệ trước. Sau khi đẻ con và làm việc vất vả, đến khi kiệt sức và bị bệnh bại liệt thì Trung Quốc đã cho về Việt Nam và để cho sống một cuộc sống cuối đời bơ vơ một mình, không con, không người thân. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người về câu chuyện của cô Phúc thực hư ra sao. Thì xin mời mọi người xem đoạn clip này nhé. Chú ở đây là chú thấy cô Phúc này là sống như thế nào? Người sống khổ lắm. Trước ở đây dậm mù đó. Con nghe nói là ở khu này rất là nhiều nghiện đúng không? Và có người chết trước ở đây. Nghiện nhiều, trước dậm mù. Không có như quang đâu. Đâu, không có người đâu, nhà cửa này chưa xây hết. Giới thiệu cho bà là một công việc nào đó, nhưng sau đó thì bà mới biết được là bà bị bán cho một gia đình người Trung Quốc. Tới lúc bà biết thì bà có ý định trốn không? Trốn không trốn được. Vì sao? Vì sao chú nhá, tôi nói chuyện chú nghe, tôi trốn rồi, tôi bế đứa con đi rồi, vậy nó cũng bắt đường, nó còn đánh hai đứa rồi chú ạ, biết chưa? Nó bảo trốn đi, biết chưa? Thế tôi mới chập kẹo, tôi mới bảo, tôi giới thiệu, tôi bảo cái tôi chỉ là có thể tao đập phá thì nó còn ra dám đốt thôi nhá. Đi vệ sinh nó còn để đi chú ạ, biết chưa? Một thời gian là nó không để đi đó, theo dõi đó, sợ trốn đi nữa. Cho người khác bán nó mất vợ là nó bảo là nó mua tôi là đứa có con gái, nó mua cái thằng con bé thứ hai, thằng con gái nó không dám mua sợ trốn, bây giờ biết tiếng rồi biết trốn. Tôi về nhiều lần tôi không về được khỏi thoát đấy, biết chưa? Tôi về tôi cũng bị này, tôi đẻ thằng cu út mới nói tôi đẻ thằng Trung Quốc mới bị này, nó biết tiếng rồi dần nó biết tiếng, nó không thường nó rốt rồi cũng mua tôi là bỏ chạy, là nó bảo nó rốt, bây giờ tôi ra hiệu nó không dám đuổi tôi, rồi nó biết tiếng nó bảo mày gớp mà, mày không biết tiếng mày gớp mà, biết chưa? Và tôi không biết nói lại mày đuổi tao, tao ẩn trong nhà tao phá hết đồ mày đấy, biết chưa? Thế nhiều người ở làng nó bảo vợ mày gớm, mà thằng ấy cục à, nó hiền, nó không hay nói, tôi cứ tính với nó, tôi phải gớm lại nó đấy, tôi đánh nhau lại, nó đè tôi hỏng lưỡi trong thai trong bụng nhá. Chưa, tôi lấy nó đuổi tôi lấy đá tôi ném mày cái ra, ta ném mày đấy, xong rồi bát đĩa tôi đập nát bao nhiêu chưa, tôi cũng nóng tính, tôi loạng choạng hết trong thằng em chồng cũng khốn nạn, nó bênh thằng em anh á, em dâu nó không bênh đâu, em dâu nó bênh tôi à, nó bảo chị tao mà biết không biết tiếng, bây giờ nó biết tiếng nó phải gớm, bây giờ không mất tôi là tiếng thằng này ẩm tôi, nó cùng tuổi tôi một cái bệnh của nó không sống được đồ, nó không sống dai bằng tôi đâu, nó chửi tôi, nó rủa tôi bảo mẹ mày mà chết trước mình không thọ còn chửi tao nữa. Chưa, tao làm ăn với mày không cho tiền tao. Từ lúc bà về Việt Nam á, có khi nào bà quay trở lại bà thăm con của mình không? Không, không về. Cái thời gian là nó cũng không muốn về, mà bọn biên phòng bọn này nó không nắm người biết, nắm người nó không cho về đâu chưa. Nhưng mà về đây làm lại giấy tờ rồi mình quay trở lại mình thăm con, hoặc là con có ý định liên hệ kiếm mẹ không? Tụi nó theo thằng Trung Quốc, tụi nó kệ mẹ luôn. Tôi về được rồi, công an phường nhá, chú nhá, công an thành phố nhá, bà nhà tôi này. Nó thời gian em bọn hai bọn nghiện nó đánh chết thằng chú ở đây nhá. Nó vào nhà tôi nó bảo là thế chị còn nhớ quê ở bên thằng Trung Quốc mà có. Tôi về đấy 100 đồng tiền Trung đổi 300, hơn 300 tiền Việt. Về tôi về đấy thì tôi về đi thang thì tôi đi tàu thì có 25 đồng thôi. Tôi nhớ về cái cuộc sống của bà bên Trung Quốc á, thì mình nãy giờ mình hỏi qua thì mới biết là khi mà qua đó thì cũng sống với một cuộc sống ở vùng nông thôn ở Trung Quốc, và phải bắt bà là phải sinh khá là nhiều đứa con, đặc biệt là tìm đứa con trai cho gia đình để nối dõi tông đường. Giữa cuộc sống trước kia và cuộc sống hiện giờ thì bà thấy bây giờ nó ổn hơn không? Nhưng mà bây giờ bà không có người chăm sóc mà sống trong căn nhà hoang như thế này. Tôi thật nhá, tôi ốm đau tôi để tiền tôi mua đi mua thuốc mới, tôi chúng vậy. Tôi ốm đúng một tháng rồi ở cái bên phòng bên này chưa? Chúc cái người quen nó bảo sang bên này nó kín nước hơn nữa chưa? Ở bên này nó không kín nước.
mà tôi ốm đau đúng một tháng vừa rồi, năm ngoái tôi chó cắn ở đây tôi một tháng. Cái chú này gì này mua thuốc gì thì mua thuốc thôi, ở xóm này có nhiều người mua thuốc thôi, ở mãi đằng kia mua thuốc rồi, ba người mua thuốc cho tôi uống nữa. Như thế này mọi người, mình nghĩ rằng là dù ở Việt Nam nó khó khăn đi chăng nữa thì hiện giờ bà về đây bà nói rằng là bệnh đâu thì có được mọi người xung quanh lo thuốc men, đi đâu cũng vậy không bằng cái quê hương ở nhà. Và cảm giác dù ở đây là một sống trong căn nhà hoang và mọi thứ vật dụng đều rất là tối giản, nhưng đối với bà thì ở Việt Nam cảm giác nó dễ chịu hơn. Ngày bà trở về thì bà sống ở dưới chân cầu Ca Long đúng không ạ? Bà ngủ dưới chân cầu hả? Không, chứ tôi ngủ bên phố Trần Phú này. Phố Trần Phú. Rồi sau đó thì được chính quyền đưa hướng dẫn vào đây sống. Hướng dẫn vào đây. Hôm nay thì tụi con đến thăm. Thứ nhất là bà sống một mình ở đây thì chắc là lẽ khi mà kết thúc video này thì mình sẽ gửi cho bà một ít quà. Hiện Kim cho mình cũng dám chia sẻ đoạn clip này lên trên trên mạng vì mọi người sẽ một vài cái xấu biết được á thì ảnh hưởng tới bà. Thì mình sẽ gửi một món quà nhỏ và chúc ở đây thì cho mọi người xem cái tham quan cái nơi bà sống như thế nào nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đoạn clip này và câu chuyện của bà một phần nào đó để cho mọi người hiểu hơn về những cái phận đời những người phụ nữ cách đây vài chục năm trước là nạn nhân của việc buôn bán làm cô dâu bên Trung Quốc. Thì đây là cái bếp của bà này. Đó. Đây là cái bếp thổi của bà mọi người nhá. Bếp thổi của bà. Thấy không? Tại vì cái cửa này bị sao? Ôi giời, nó không có mở ra được mà nó cứ đòi khép vào ngoài. Ôi giời. Đó. Thì đây là bếp của bà. Bên trong là bà đi kiếm củi ạ. Nhưng mà bà là một người nửa người bị bại liệt nên để kiếm được số củi này khá là vất vả mọi người ạ. Đó. Và đây là những cái dụng cụ mọi người có thể thấy là để bà nấu này. Nấu. Thì trên bếp mọi người có thể thấy là bà có hai cái ấm. Và bà nấu mấy bữa nay thì bà bảo là bà ngừng lại, bà không nấu tại vì do người bà hơi yếu và nói chung là bà đang mệt ấy. Nên bà có một cái bếp ga, nhưng mà là cái bếp ga mini mọi người. Bà đang để ở bên trên. Và cái bếp ga đó thì bây giờ người ta không cho đổi bình, mà mỗi lần mà sử dụng trong ấy, xong ấy thì mọi người phải bỏ cái bình đấy đi, bán ve chai và đi mua bình mới. Đó, bây giờ mình sẽ đi lên cho mọi người xem cái bếp ga mini của bà và cái bên trong ngôi nhà của bà nó như thế nào. Bây giờ cái này là cái nẩu người ta cho à bà? Thì bà đi đến quán nẩu thì người ta cho. Thì đây là trong phòng của bà mọi người này. Đây thì cái mình muốn nói ngày hôm nay là bà dùng bếp củi và bà có một cái bếp ga mini như thế này. Nhưng mà mỗi lần mà thổi ấy thì phải mua những cái bình ga nhỏ đó là 25-30 nghìn đó. Và đây là trên bếp của bà, trên những cái gọi là tư trang để nấu ăn của bà chỉ có nhiêu đây thôi. Đó. Thì mình sẽ đây. Thì đây là cái chỗ ngủ của bà. Bà ngủ rất đơn giản như này thôi. Đây là cái tủ quần áo của bà. Nói chung là bà dùng rất là nhiều gạch để gọi là kê những cái tư trang, những cái gì của bà cho nó lên này. Ô và mình phát hiện ra đây có một cái bếp ga mới này mà bà có thể là bà tiết kiệm, bà không sử dụng, có ai đó cho đó. Và bà bảo có người cho cái quạt này mọi người này. Đó. Ở bên trong nhà bà đây. Cái này là cái khu nhà hoang và người ta không có sử dụng thì bà tận dụng bà ở thôi. Mọi người có thể thấy thì bên trong bà có rất là nhiều những cái bao ve chai ấy mọi người. Mọi người cho với lại bà đi nhặt ở những cái quán với lại ở ria đường với lại ở những cái sọt rác á và nhặt về. Đó, rất là nhiều luôn. Đây bà có một cái bóng đèn này nhưng mà chắc hư rồi. Thì mình đang xem cái đường điện và đường nước của bà. Nếu mà được cái mình sẽ giúp bà để sửa lại cái đường điện. Đường điện. Đó, trong phòng này. Đó.
Đây là bà tắm đấy thôi, còn cái chỗ mà đi vệ sinh thì chắc không có ở đây đâu. Bà phải đi vệ sinh ở bên ngoài. Bên trên kia thì là khu các người nghiện, người ta trích ở bên trên rất là nhiều. Còn cái chỗ này thì là bảo rằng là có người sắt cổ tự tử ở đây, xem thế nào. Ôi giời, cái này là cái kho của cô rồi. Kho của cô rồi mọi người. Kho đựng giấy, đựng đồ, tất cả mọi thứ của cô ở trong đây mọi người ạ. Thì hôm nay là rất là vui được gặp lại một người bạn, đó là bạn Phong. Và cái thứ hai là gặp được anh Lê Nguyễn. Anh Lê Nguyễn thì có thể nhiều người không biết, nhưng bạn Phong thì nhiều người biết đó. Thì được cùng đi một chuyến hành trình để giúp đỡ bà cô. Thì chăm sự vẫn nói chung là vẫn phải nhờ Phong. Thì Phong sẽ giúp đỡ nhiều hơn chứ mình không thể giúp đỡ được. Tại vì Phong là một cái kênh rất là tốt, rất là đơn giản nhưng mà giúp được rất là nhiều người. Nói về Phong thì chắc mọi người biết rồi. Đó. Thì video clip này mình chia sẻ tới đây thôi. Nói chung là chỉ muốn nói với mọi người rằng là cái quá trình làm dâu Trung Quốc và bị bán sang Trung Quốc như thế nào. Và cái thứ hai là chia sẻ cho mọi người cái hành trình của Phong và anh Lê Nguyễn đến đây hỗ trợ. Đó, chào mọi người nhé.